Lực tốt. Liệu có một pha lật ngược nào không? Rất tốt. Chỉ còn 10 giây. Lê Duy Thành Sang là một võ sĩ kickboxing đến từ Biên Hòa Đồng Nai. Thì bình thường đang là một võ sĩ thuộc biên chế của đội tuyển tán thủ Bình Dương. Và hiệp 1 bắt đầu. Vẫn là những sự thăm dò. Cả hai vẫn đang rất dè chừng nhau. Đá body tốt của Thành Sang. Hai cú đá tầm trung khá nặng của Thành Sang. Bình thường vẫn đang thăm dò. Một nỗ lực quật ngã của Thành Sang không thành công. Bây giờ anh đã giữ được underhook của Bình Thường. Thành Sang đã giữ được underhook của Bình Thường. Anh đã kết nối được hai tay mình vòng ra sau lưng. Bình Thường vẫn đang chống vật rất tốt. Không cho Thành Sang cài cái chân của mình vào. Và lên gối cự ly gần. Bây giờ Thành Sang hạ trọng tâm. Vẫn chưa thể đưa được Bình Thường xuống sàn. Nỗ lực quật ngã của Thành Sang. Bình Thường vẫn đang chống rất tốt. Và bây giờ trọng tài Trần Đại Triều cho trận đấu trở về khu vực giữa lòng. Bình Thường vẫn đang rất bình tĩnh. Cú low kick tốt của Thành Sang. Nhưng anh trong một nỗ lực tất đạo, anh phải nhận liên tiếp hai cái gối của Bình Thường. Và hạ trọng tâm của Thành Sang. Đã ôm được một chân. Và fly and bow của Bình Thường. Guillotine. Guillotine. Bình Thường đang giữ được cái cổ của Thành Sang. Rất bất ngờ. Rất bất ngờ. Bình Thường đã kết nối được hai tay mình với nhau. Bình Thường đang siết rất chặt. Guillotine choke. Phần cẳng tay của Bình Thường đã ăn sâu vào phần cổ của Thành Sang. Anh đã kết nối hai chân khóa chặt vùng đơn của võ sĩ gốc Tây đỏ. Thành Sang vẫn đang cố gắng để thoát ra. Như vậy là đòn khóa vẫn chưa thành công. Thành Sang đã rút được cái đầu của mình ra. Và bây giờ Thành Sang đang tìm cách để ngồi lên. Và thấy Thành Sang rất khỏe. Trận đấu còn dưới 2 phút. Bình Thường đang gặp khó khăn thì phải nằm dưới. Thành Sang vẫn chưa có không gian để tung ra những đòn Brian Bao. Rõ ràng Thành Sang không muốn một vị trí đi đấu sát cạnh lồng. Rất không gian rất hẹp để tấn công. Rồi là những cú đấm khá nặng của Thành Sang hướng về Bình Thường. Đây chính là MMA. Chúng ta sẽ thấy một võ sĩ kickboxing và một võ sĩ tán thủ thi đấu với nhau dưới mặt sàn. Bình Thường một lần nữa là cố gắng giữ cái đầu của Thành Sang. Tư thế này thì rất khó để guillotine. Rõ ràng là không có gốc.
Thành Sang đang tấn công vào vùng sườn của Minh Thường. Trận đấu chỉ còn khoảng 20 giây. Chúng ta Trần Đại Triều đã cho hai võ sĩ trở về tư thế đánh đứng. Mẹ Minh Thường đang rất mệt. Hiệp một kết thúc. Và chúng ta cùng đến với 5 phút tiếp theo của hiệp đấu thứ hai. Vẫn là Thành Sang ở góc đỏ và Minh Thường ở góc xanh. Nhịp độ đang rất chậm, cả hai võ sĩ đều đang cố gắng thăm dò để tìm khoảng cách tốt. Chúng ta đã phải nhắc nhở đòn leg kick không chính xác của cả hai võ sĩ. Đòn đá nặng của Thành Sang. Bình thường cần phải vùng lên để chiếm lại những ưu thế của mình. Tôi có thể nghe thấy tiếng hai phần ống quyển chạm vào nhau. Bình thường đang trở lại với nhịp đánh tán thủ quen thuộc của mình. Gấp giả. Bình thường đang áp sát. Đang sử dụng lối đánh tán thủ của mình. Một nỗ lực tách đao đánh công của Thành Sang. Đã bắt được Linh. Vẫn chưa bắt. Người đất chốc. Hai tay đã tách đối. Rất hay. Bây giờ là Bình thường đã lấy được vào. Bây giờ là pha em vào. Phản xạ của Minh Thường là rất tốt. Và bây giờ Thành Sang đã lật được. Thành Sang đã lật được người. Bây giờ lại là Minh Thường ở dưới. Ông tay Trần Đại Triều và nhắc nhở Thành Sang không được hút đầu. Tôi có thể nghe thấy ban huấn luyện của Thành Sang đang yêu cầu võ sĩ này duy trì áp lực để kiểm soát. Bỏ qua anh bao nặng của Thành Sang. Rất nhiều khó khăn cho võ sĩ Minh Thường. Rõ ràng Thành Sang đang là người sử dụng grappling hiệu quả hơn trong trận đấu này. Bình thường đang cố gắng vươn tiền nhưng ở góc độ này đòn chót này không hiệu quả. Nhiều khả năng một đòn double leg của Thành Sang đang được tiến hành. Thách đao thành công. Thêm một lần nữa Thành Sang đưa được Bình thường xuống sàn. Tôi nghĩ Thành Sang đã làm đủ để vượt lên dẫn trước trong hiệp đấu này. Hai pha takedown cùng một số tình huống kiểm soát. Ngoài bào rất nặng của Thành Sang. Thành Sang trở về với đánh đứng. Một phút cuối của hiệp 2. Đòn gói nặng của Bình thường. Tiếp tục là tình huống in the hook ép lông của Thành Sang. Võ sĩ này chuẩn bị rất kỹ cái tình huống takedown và grappling. Takedown thành công của Bình thường. 45 giây cho nỗ lực của anh.
đây. Mandy Van đang diễn ra rất quyết liệt. Chỉ còn 20 giây cho hiệp thi đấu thứ hai. Vì khả năng chúng ta sẽ có hiệp 3. Mình còn nắm rất nặng của Minh Huy. Thành Sang lại phải dùng tay để che mặt mình lại. Hiệp 2 kết thúc. Hiệp 3 bắt đầu. Theo nhận định của tôi, Thành Sang đã vượt lên dẫn trước ở hai hiệp đấu. Còn bây giờ Minh Thương muốn có quyền tự quyết, anh phải kết thúc được Thành Sang, hoặc ít nhất phải cực kỳ áp đảo trong hiệp đấu này. Chúng ta có thể thấy sự nặng nề đã xuất hiện trên đôi chân của cả hai võ sĩ. Quá nhiều tình huống grappling đã bào mòn thể lực của cả hai. Overhand không chính xác của Minh Thường, nó đi vào vùng găng của Thành Sang. Chủ động chân sau nhớ. Chủ động chân sau tay sau. Chân sau rồi tay sau. Bình Thường vẫn đang thăm dò khoảng cách. Bình Thường cần phải chủ động nhiều hơn. Những đòn đánh bắt đầu đi không chính xác. Sự mệt mỏi đã xuất hiện. Lại một nỗ lực tết đào của Thành Sang. Từ một tình huống phòng thủ, Bình Thường đã bị đưa xuống dưới. Bây giờ nỗ lực bắt ra của Thành Sang, nỗ lực vượt qua khỏi hai chân. Và bây giờ anh đã kiểm soát được phần hông của Minh Thường rất tốt. Minh Thường đã có thể ngồi dậy. Ngay lập tức Thành Sang lao đến. Thành Sang đang tiến rất gần tới chiến thắng. Tuy nhiên còn đến 3 phút cho những nỗ lực của Minh Thường. Thành Sang đang nỗ lực cho một cú takedown tiếp theo. Tôi tin lợi thế đang rất lớn, đang nghiêng về võ sĩ gốc đài đỏ Thành Sang. Bình thường Thành Sang vẫn đang hạ thấp trọng tâm cho cú takedown tiếp theo. Vì vậy trọng tài đã treo, đã tách cả hai ra. Trận đấu tiếp tục ở giữa lòng. Bình thường cần phải tăng cường độ tấn công. Đầu rất hấp dẫn giữa một võ sĩ tán thủ và một võ sĩ kickboxing. Lại có rất nhiều tình huống grappling và phá trụ chét chúa của Bình Thường. Vừa rồi là một pha đánh chính xác của Bình Thường. Bây giờ lại là nỗ lực tích đau của Thành Sang. Và anh lại lên được top. Vô cùng khó khăn cho Bình Thường. Khả năng tích đau quá tốt của Thành Sang. Và bây giờ lại là Bình Thường lên trên. Vị trí thay đổi liên tục. Rõ ràng với những gì chúng ta chứng kiến, sự chuẩn bị do grappling của Thành Sang và Minh Thường là không hề ít. Đồng hồ đang đi về một phút cuối. Minh Thường đang tạo áp lực từ phía trên. Và bây giờ là crowd and bow của Minh Thường.
có hai cú đấm trúng đích trong tình huống này. Còn một phút cuối cho võ sĩ gốc đai xanh, một phút cuối nỗ lực của anh. Lên được màu. Còn 35 giây và những nỗ lực của anh bao của Minh Đường. Nhìn đôi tay của Minh Đường có vẻ như cũng đang rất mệt mỏi. Rất tốt. Liệu có pha lật ngược nào không? Rất tốt. Chỉ còn 10 giây. Thành Giang vẫn đang phòng thủ rất tốt. Muhammad Fish rất mạnh. Còn như vậy trận đấu đã kết thúc. Trận đấu rất đẹp mắt của cả hai võ sĩ Võ Minh Đương và Trần Hành Sang. Về mặt điểm số, xin được công bố điểm số của từng trọng tài. Trọng tài 1 28-29, trọng tài 2 29-28 và trọng tài 3 29-28. Chiến thắng cho võ sĩ ở góc đai đỏ. Xin được chúc mừng Trần Hành Sang và xin được trân trọng kính mời ông Bùi Duy Khánh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thể thao và Giải trí Arena lên trao giải thưởng cũng như trao kỷ niệm chương cho hai võ sĩ. Xin cảm ơn ông Bùi Duy Khánh. Một lần nữa chúc mừng chiến thắng của Trần Thành Sang và cảm ơn trận đấu của Võ Minh Cường. Chúng ta ngay sau đây sẽ cùng xem lại những hình ảnh đáng chú ý của cặp đấu vừa rồi. Sau đây sẽ là những chia sẻ của Thành Sang. Dạ vâng, lời nói đầu tiên em xin cảm ơn chương trình, anh tổ chức, dạ anh Arena Fighter và anh trọng tài. Thứ hai em xin cảm ơn quý thầy Đồng Huy và thầy Khiếp và anh Lê Văn Tường đến xe. Và lời thứ ba em xin cảm ơn tất cả khán giả đã cổ vũ cho anh em võ sĩ tụi em. Thành Sang ạ.